Tối hôm qua đã xảy ra một vụ buôn người nghiêm trọng trong thành phố, cũng vẫn được một anh hùng vô danh giải cứu. Đây là lần cứu người thứ 7 của anh hùng ở thành phố này. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu hiện trường một chút. Tướng quân, tôi thất bại rồi. Vốn dĩ hành động rất thuận lợi. Lúc chuẩn bị về thì gặp phải một tên đeo mặt nạ. Tôi không đánh lại hắn. Hắn đã cứu mọi người đi. Người khiến ta thất vọng quá rồi. Trước mắt chỉ có giáo sư Lý nghiên cứu ra thuốc tế bào hoàn mỹ, nhưng anh ta đã hét giá lên trời với chúng ta. Anh ta đang dự tính đủ để sống phần đời còn lại mà. Vậy phải xem nửa đời còn lại của anh ta dài được bao nhiêu. Mỹ mộng huyền ảnh. Có. Đi đi. Vâng, tướng quân. Anh thấy hôm nay em cực kỳ đẹp đấy. Em cảm thấy quần áo hôm nay anh mặc sao lại khiến em có cảm giác như bị lạc vào ảo giác vậy? Cái gì mà lạc vào ảo giác? Đây là gu của anh có được không? Em không thấy cả người anh có khí chất giàu sang à? Bớt nằm mơ đi anh. Em cho anh biết, bữa tiệc hôm nay ở chỗ giáo sư Lý có rất nhiều tinh anh của giới khoa học đến dự. Anh phải chú ý một chút cho em. Chút nữa, lỡ như một đám người đẹp vây xung quanh anh, cứ muốn cưỡng hôn anh, em phải bảo vệ anh đấy. Anh tỉnh lại đi. Em cho anh biết, lần này đến không phải để chơi đâu. Này, lần này là tin tức lớn đấy. Một vị giáo sư nổi tiếng lại đi giao dịch hóa học phi pháp. Hôm nay em nhất định tìm ra bằng chứng tố cáo anh ta. Đến rồi, đi thôi. Cái này em cũng không biết là tiệc đồ bơi đâu. Này, còn ở đây lười biếng à? Không nhìn thấy hết thức ăn rồi à? Mau chóng bổ sung đồ ăn đi. Tôi vừa hay vào đó xem tình hình đi. Này, tôi bảo này, đừng có ngơ ra ở đây nữa. Mau lên. Này này này, nhanh lên đi. Chiếc hộp Pandora này của anh có thể chính là bước nhảy vọt cực lớn trong các phát minh của nhân loại đấy. Có tác động rất mạnh đến nhiều ngành. Mà đương nhiên là ở một số nơi thì vẫn không thể động đến được. Anh xem tiến hóa tế bào này có phải cũng để làm chúng em trở nên xinh đẹp hơn không? Trên lý thuyết thì có thể đấy. Nhưng mà tiền đề này phải xem em có phải từng phẫu thuật thẩm mỹ không? Người ta đẹp tự nhiên đấy. Nhìn ra được. Nhìn ra được mà. Giáo sư Lý, giáo sư Lý, mục tiêu đã cắn câu, hành động theo kế hoạch.
Chào, chào mừng các người đẹp đến buổi tiệc của tôi. Chào, có thể đến tham dự là vinh hạnh của chúng tôi. Được thôi. Hai người đẹp này đúng là đẹp rung động lòng người đấy. Này, tôi nhớ trong danh sách khách mời của tôi hình như không có hai vị. Giáo sư Lý, nhân vật lớn giống như anh đây, sao có thể nhớ đến hai bọn em? Bọn em ngưỡng mộ tên tuổi của giáo sư Lý đã lâu. Lần này đến đây cũng là muốn thân thiết hơn với giáo sư Lý đấy thôi. Không biết có phải hơi đường đột không? Sao có thể đường đột được? Có hai người đẹp rung động lòng người như hai cô đến tiệc của chúng tôi. Tôi vui mừng còn không kịp nữa là... Giáo sư, Tổng Giám đốc Vương đến rồi. Hai cô đợi một chút nhé. Tôi đi một lát rồi quay lại. Cô à, cô không thể đi vào. Anh đẹp trai à, em đau bụng quá. Nhà vệ sinh ở bên trong phải không? Không được, xin hãy đi bên kia. Cô làm gì vậy? Giáo sư Lý, có sự ủng hộ về kỹ thuật của anh, chuyện buôn bán vaccine của tôi càng ngày càng tốt. Nhưng chúng tôi cần loại thuốc cao cấp hơn nữa. Nghe nói anh đã nghiên cứu ra một loại thuốc tiến hóa sinh vật. Này, tôi chỉ là thích nghiên cứu thuốc hóa học thôi. Thuận tiện thì kiếm thêm chút tiền nghiên cứu. Không thì tôi sẽ không hợp tác với các anh đâu. Có sự tài trợ tài chính từ chúng tôi, nghiên cứu của anh sẽ ngày càng được đề cao hơn. Tôi nói cho anh nghe, tôi chỉ là nhà khoa học thôi. Tôi không hiểu gì về chuyện làm ăn của các anh cả. Đúng, 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 anh là nhà khoa học. Tôi kiếm tiền của tôi. Chúng ta ai nấy đều có lợi. Vậy anh mau lấy sản phẩm ra đây đi. Tiền đâu? Đây là tâm huyết cả đời của tôi đấy. Tôi vì nó mà. Này, anh là ai vậy? Có thể cho tôi phỏng vấn được không? Anh đợi tôi một chút đi. Anh đừng đi. Ôi trời, sao cô lại ở đây?
Kim Giật Phi, anh có thấy một người đeo mặt nạ không? Mặt nạ? Không, cô đang nói gì vậy? Ăn dưa hấu không? Anh làm cái gì vậy? Anh thật sự coi mình là phục vụ à? Không phải. Tướng quân, đưa cô ấy đi. Đây là Pandora của giáo sư Lý sao? Làm sao các cô lấy được vậy? Cô chỉ cần thực nghiệm của cô thôi. Nhiều chuyện cái gì? Mỹ cơ. Hiệu quả của Pandora cũng không tệ. Bây giờ chúng ta đã có công thức rồi. Qua một khoảng thời gian nữa sẽ nghiên cứu ra thuốc giải. Mục tiêu của chúng ta sẽ không còn xa nữa. Vậy mau chóng tranh thủ thời gian đi. Còn nữa, nguyên liệu của chúng ta không đủ. Chuyện này cô không cần lo. Mỹ cơ. Hóa chất ở phòng 207. Phía trước có hai bảo vệ đang đến. Huyền, cô đi tiếp ứng đi. Hiểu rồi. Làm gì vậy? Đứng lên. Rút thôi. Đi. Người này đã luôn quay lén chúng ta. Cô to gan thật đấy. Lại dám quay bọn này xấu như vậy. Muốn chết à? Quang thiên hóa nhật, lãng lãn càn khôn, gan to bằng trời. To gan quá mà. Dám làm ra chuyện hung ác vậy. Xem tôi xử lý các cô thế nào đây. Người đâu rồi? Tôi còn chưa nói xong mà. Tôi vẫn cảm thấy đại hiệp mặt nạ quá đẹp trai. Đại hiệp mặt nạ đẹp trai sao? Chẳng lẽ tôi không đẹp à? Đứng yên. 1, 2, 3. 4 sợi tóc bạc. Để tôi nhổ giúp cô. Cô đang làm gì vậy? Không nghe thấy bên ngoài đang đồn ầm lên à? Lại có một viện nghiên cứu điều trị thuốc bị trộm rồi. Còn không mau đi đi. Chủ biên, hôm qua tôi ở hiện trường ăn trộm đấy. Cô có mặt ở hiện trường, tình hình thế nào? Để tôi phân tích một chút. Số lượng thuốc bị mất trước đó không phải là amino acid thì cũng là PCP. Còn có những dược phẩm hóa học cao cấp, chỉ có viện nghiên cứu khu cảnh thái có. Vậy nên tối hôm qua tôi đã thử vận may. Kết quả họ thật sự đã xuất hiện rồi. Có chụp ảnh quay phim gì không? Có hay không? Không có. Cái gì cũng không có thì cô ở đây nói nhảm cái gì vậy hả? Cô chơi tôi à? Tôi có thể viết ra cho anh. Bảo đảm mọi chi tiết vô cùng chân thật sống động. Cô viết, tôi cũng viết được vậy. Tôi còn có thể viết mọi chuyện đến tận trời xanh đấy. Cô tưởng cô đang viết tiểu thuyết võ hiệp à? Không phải, chủ biên. Tối qua tôi có mặt ở đó thật mà. Dừng. Cái tôi cần là chứng cứ. Chứng cứ đấy, có hiểu không? Có điều, Lâm Hy,
Cô xem tối nay có thể đi uống vài ly với tôi không? Chúng ta nói chuyện tăng tình cảm đi. Chủ viên, uống rượu thì bỏ đi vậy. Chắc chắn tôi có thể tìm thấy chứng cứ cho anh. Làm gì vậy? Chào anh, chúng tôi là phóng viên. Nghe nói tối qua viện nghiên cứu sinh vật của các anh bị trộm, tôi đến để phỏng vấn. Đừng có nói bậy, không thể nào. Hệ thống bảo an của chúng tôi tốt như vậy, sao mà có thể được? Tối hôm qua tôi tận mắt chứng kiến rõ ràng bốn nữ trộm cắp đã đánh cho bảo vệ bất tỉnh nhân sự mà. Đừng nói bậy, sức chiến đấu của chúng tôi mạnh như vậy, sao có thể có người tiến vào làm bậy được? Tôi cho cô biết, đừng có thấy cô là phóng viên rồi không có chuyện gì lại đến đây phỏng vấn. Mau đi đi. Anh thế này là đang lừa dối công chúng đấy biết không? Anh có tin tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ không? Ôi trời, làm dữ có phải không? Có phải muốn làm tới không? Anh làm gì đấy? Thật ngại quá. Chú ý chút đi. Anh nói thử đi, người thời bây giờ sao ai cũng như thế vậy? Xảy ra chuyện thì cứ luôn giấu giếm, sự thật mãi mãi không cho mọi người biết. Cô uống nhiều rồi đấy, đừng uống nữa. Tôi chỉ muốn làm một phóng viên chân chính, sao nó lại khó như vậy chứ? Thật ra bất kể là làm chuyện gì cũng khó cả. Nếu cô muốn làm tốt, muốn thành công, vậy thì sẽ phải trả cái giá nhất định. Thật ra nếu tôi giống như anh thì tốt rồi. Vô âu vô lo, sống chẳng có ưu phiền gì cả. Tốt biết mấy. Giống tôi? Ừ, anh nói đi. Anh nói xem tôi cố gắng làm việc như vậy. Tôi mạo hiểm cả tính mạng của mình để săn tin. Không ai tin tôi. Tôi tin cô. Tôi mãi mãi tin tưởng cô. Bất kể thế nào, tôi cũng sẽ ở bên cô. Vẫn là anh tốt nhất. Anh mãi mãi là bạn tốt của tôi. Bạn, được thôi. Bất kể là thân phận gì thì tôi cũng đều ở cạnh cô. Cạn ly. Cạn ly. Cẩn thận, cẩn thận. Đừng đi. Uống say rồi, mau ngủ đi. Hôn em đi. Anh đang ở đây làm gì vậy? Uống nước. Nhanh lên đi, tôi nhận được tin tức mật. Trước kia giáo sư Lý đã có giao dịch phi pháp với công ty vaccine. Chúng ta đi vạch trần công ty vô lương tâm đó đi. Đi với tôi. Bên cạnh tôi bây giờ là một công trường sản xuất trái phép. Chúng ta sẽ vào xem thử những vaccine vi phạm đó được sản xuất như thế nào. Hơn nữa làm cách nào mà chúng tràn lan vào thị trường. Các người làm gì vậy? Cho các người biết tôi là phóng viên. Có phóng viên đến phỏng vấn chúng ta kìa. Chúng ta sắp nổi tiếng rồi đấy. Sắp lên TV rồi đấy. Được thôi, thì ra anh và giáo sư Lý đang giao dịch vật phẩm hóa học chế tạo vaccine phi pháp để trục lợi. Em gái à, ngoan ngoãn giao máy quay ra đây cho tôi. Này, các anh muốn làm gì? Cô đi trước đi. Giật Phi, anh đi trước đi. À.
Cô truy, đuổi theo đi. Đứng yên, tôi cho các người biết tôi có võ đấy. Tôi chọc mù mắt, tôi bẻ gãy tay, tôi rút gần các anh bây giờ đấy. Đừng có qua đây, đừng qua đây. Dám đánh tôi cho anh biết. Tôi biết Vịnh Xuân, tôi biết đường Lang Quyền đấy. Tôi không biết, đừng có đánh mặt. Các anh em, xong đây đi. Anh... Tôi cho các anh biết, chút nữa cảnh sát sẽ đến bắt các anh. Ai bảo các anh làm chuyện phi pháp hả? Còn anh nữa, có phải lúc nãy anh đánh mặt tôi không? Lâm Hy, tôi đến cứu cô đây. Tôi... Cô không sao chứ? Không sao. Sao mấy người này đo ván hết vậy? Tôi... Do cô làm cả sao? Sao cô lợi hại thế? Chứ đợi anh đến à? Ông tá, người ông cần tìm đã có manh mối rồi. Bây giờ tôi đã bị lộ, ông xem tôi phải làm sao đây? Chuyện này không cần cậu lo, Mỹ Cơ. Đi với tôi. Người đẹp, cô muốn dẫn tôi đi đâu? Anh đã làm nhiều chuyện như vậy vì tướng quân tôi. Tôi sẽ cho anh hưởng thụ thật sung sướng. Rác rưởi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Ông chủ, xin lỗi, đóng cửa rồi, hôm khác hãy đến đi. Ông xem thử món đồ cổ này của tôi thế nào. Quả nhiên là người quen, không ngờ ông lại trốn ở đây. Cô đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Mời hai cô ra khỏi chỗ này. Đừng giả vờ nữa. Ông tưởng ông trốn ở đây thì chúng tôi sẽ không tìm thấy à? Dạ Lang tộc đã bị tiêu diệt rồi. Không ngờ người còn sót lại lại không có chi khí đến như vậy. Không sai, tôi là đời sau của Dạ Lang. Cho dù chỉ còn lại một mình tôi thì tôi cũng phải chiến đấu đến cùng với dị quỷ các người. Tôi hỏi lại lần nữa, phán quan mặt nạ rốt cuộc đang ở đâu? Giết đi, giết tôi đi. Giết ông sao? Vậy chẳng phải tiện cho ông quá rồi à? Lợi dụng ông trở thành vũ khí đối phó phán quan mặt nạ, nghe ra thú vị hơn nhiều. Hãy
Ông ơi, lôi lên cha. Vì sao anh không cho tôi tiếp tục điều tra? Cho tôi một lý do đi. Nếu cô tiếp tục điều tra nữa thì sẽ có nguy hiểm đấy. Kim Giật Phi, anh biết con người tôi mà, tôi sẽ không rút lui dễ dàng đâu. Tôi đương nhiên là hiểu cô, nhưng mà lần này không giống vậy. Trước đây tôi có thể bảo vệ cô, nhưng mà lần này tôi... Đợi một chút, anh nói anh bảo vệ tôi. Có lần nào xảy ra chuyện mà không phải tôi ra mặt cho anh không? Anh còn bảo vệ tôi cái gì? Cô còn ra mặt cho tôi? Được, cứ xem như cô ra mặt cho tôi được không? Nhưng mà... Tôi nghe nói... Cứ xem tôi xin cô. Chỉ lần này thôi, sau này thôi, đừng điều tra nữa được không? Kim Giật Phi, trước đây tôi còn cảm thấy anh chỉ là thiếu chuyên nghiệp thôi. Không ngờ bây giờ gan anh còn nhỏ như vậy nữa. Tiểu Phi Phi, ngoan, tự mình về nhà chơi đi. Đau đầu quá. Đau đầu quá. Lúc nãy cô cho tôi uống cái gì vậy? Kim Giật Phi, kỹ thuật diễn của anh cũng qua loa quá rồi đấy. Sao càng lúc càng không biết xấu hổ vậy? Tôi đau thật mà. Đầu anh đau như thế nào? Đau từng cơn à? Đúng đúng đúng, đầu đau như búa bổ vậy. Ôi trời, to rồi, anh bị nặng rồi đấy. Anh thế này là phải mổ đấy, anh biết không? Thật ra cũng không đau đến vậy đâu. Không đau nữa à? Thì về nhà đi. Không đi nổi. Sao mà không biết xấu hổ thế hả? Đừng điều tra nữa. Gần đây có một phóng viên cứ luôn đi theo chúng tôi, có ảnh hưởng rất lớn đến hành động của chúng tôi. Bốn người các cô điều tra xem thử, rồi dạy dỗ chúng một trận đi. Giết luôn chẳng phải là được sao? Không được. Bây giờ đã có người chú ý đến chúng ta, gần đây hành động phải cẩn trọng. Đợi cơ hội chín muồi rồi chúng ta hành động. Như vậy thì thế giới này sẽ là của chúng ta. Đi đi. Vâng, tướng quân. Ở đây sao? Phải, họ đang làm việc ở đây. Lâm Hy, này, cô nghe tôi nói một lần đi. Tối hôm qua tôi đã nói với cô nhiều như vậy rồi, đừng điều tra nữa. Anh thôi đi được không? Đừng có bám giết cả buổi như vậy. Tôi... Các cô làm gì vậy? Không muốn chết thì biến xa đi một chút. Có những người các người không thể chọc vào được đâu. Cô không sao chứ? Không sao. Này, Giật Phi, Kim Giật Phi, Kim Giật Phi, anh tỉnh lại đi. Lâm Hy, cô không sao chứ? Anh tỉnh rồi à? Từ từ thôi. Đây là đâu? Nhà tôi. Trời hanh khô quá. Nóng trong người.
Cô sao vậy Lâm Hy? Tướng quân, tôi đã hoàn thành công thức phá giải của giáo sư Lý. Đây chính là Pandora mới được nghiên cứu ra. Tốt quá rồi. Tiến sĩ Hàn, cô đúng là do trời cao phái xuống giúp tôi. Đợi sau này tôi thống nhất thế giới rồi, cô nhất định là công thần lớn nhất. Tôi vẫn giữ nguyên lời nói trước kia của mình. Khi nào cô muốn gia nhập dị quỷ tộc, tôi cũng đều hoan nghênh cả. Tôi là nhà khoa học, tôi chỉ muốn biết sau khi nhân loại tiến hóa sẽ như thế nào thôi. Còn về gia nhập dị quỷ tộc thì không cần suy nghĩ đâu. Cũng được, cô làm nghiên cứu của cô. Sau này nếu có chuyện gì cần, tôi cũng sẽ đồng ý với cô. Ở công xưởng chế tạo là em đã nghi ngờ anh. Ngoài anh ra còn ai cứ hở ra là lại chảy máu mũi chứ? Sớm biết em thông minh như vậy, lần trước anh cũng không cần phải bị đánh nữa. Sợ em gặp nguy hiểm nên không dám chạy đi đeo mặt nạ. Chúng là dị quỷ, còn anh là phán quan mặt nạ của Dạ Quốc Lang. Dị quỷ Dạ Lang Quốc. Đúng vậy, anh là hậu nhân của Dạ Lang Quốc. Nhìn năm trước, Dạ Lang Quốc thật sự từng tồn tại. Dạ Lang Quốc từng hùng mạnh vô song. Họ có một chiếc mặt nạ trời cao đưa xuống. Dị quỷ tiến hành đánh chiếm Dạ Lang Quốc, muốn tiêu hủy mặt nạ đó. Bởi vì chỉ có sức mạnh của chiếc mặt nạ đó mới có thể ngăn cản chúng thống trị thế giới, tránh cho loài người trở thành lương thực của chúng. Trận chiến lúc ấy kinh thiên động địa, Dạ Lang Quốc không còn, dị quỷ tổn thương nguyên khí. Anh tưởng rằng dị quỷ đã không còn tồn tại nữa, nhưng mà Lâm Hy, trước đây anh giúp em là vì đó chỉ là những vụ án bình thường, nhưng lần này không giống vậy. Cầu xin em, nghe anh một lần thôi, đừng điều tra nữa, thật sự rất nguy hiểm. Được, em nghe lời anh. Giật Phi, xin lỗi anh, em đã không nghe lời anh. Em là một phóng viên, trách nhiệm của em là vạch trần những chuyện phi pháp. Em nhất định phải điều tra, vì em và vì dân chúng. Cứu với, cứu mạng, cứu với, cứu tôi với.
cứu với. Ở trước mặt tôi còn dám chơi trò phá án sao? Muốn chết có đúng không? Đi. Hàn, vì sao cô luôn từ chối tôi tổ chức nghi thức cho cô? Hãy trở thành một dị quỷ cao quý như chúng tôi đi. Cao quý? Trước giờ tôi chưa từng cảm thấy các anh là chủng loại cao cấp hơn loài người. Dị quỷ cao quý hơn loài người. Cô đừng quên, tôi có tấm thân bất tử đấy. Tôi đã sống hơn 1000 năm rồi. Loài người các cô chẳng phải luôn mong được trường sinh sao? Loài người đúng là muốn trường sinh, nhưng không muốn trường sinh theo kiểu mất đi bản ngã của mình. Bị tôi nói trúng rồi sao? Thẹn quá hóa giận à? Tá ngang, anh nói xem trong linh hồn anh còn bao nhiêu phần là tá ngang thật. Thế giới này quá bất công rồi. Tôi chỉ muốn theo đuổi sự công bằng cho riêng mình thôi. Thả tôi ra. Không thì đợi phán quan mặt nạ đến là cô sẽ lãnh đủ đấy. Cứng miệng nhỉ. Sẽ đến lúc cô phải cầu xin thôi. Lãng đãng càn khôn, quang thiên hóa nhật, lại còn dám làm loạn. Tên nhóc này lại còn dám chạy đến đây. Thật đúng là không biết sống chết. Tôi thấy các cô vẫn nên mau chóng thả người ra đi. Đừng tưởng các cô là nữ thì tôi không dám đánh. Mau thả người ra, không thì tôi chảo nát nhà các cô đấy. Lần trước xem như người may mắn, mau chóng giao mặt nạ ra đây. Không thì để cho người nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Tôi thấy các cô thật đúng là ngực to đã nhỏ. Đứng yên. Dừng tay. Kim Giật Phi, chỉ cần cậu giao mặt nạ ra, tôi sẽ lập tức thả người yêu bé nhỏ này của cậu ra. Các ông thả người ra trước đi. Còn không giao ra thì tôi giết cô ta đấy. Đừng. Được, tôi giao. Thả cô ấy ra. Đừng, mau đi. Đứng lại. Đừng đuổi theo nữa. Giật Phi, anh định làm sao? Anh phải đi giành mặt nạ về. Không thì cả thế giới này sẽ tiêu tùng. Làm sao mà giành đây? Không có mặt nạ thì anh chỉ là người thường thôi. Em đi cùng với anh. Em không thể đi. Không có mặt nạ, anh không thể bảo vệ em đâu. Giật Phi, chuyện còn chưa kết thúc, đừng nản lòng. Được, chúng ta cùng đi. Nhưng trước tiên, chúng ta phải điều tra một số tư liệu đã. Biết người, biết ta. Dị quỷ vốn là linh hồn, sinh ra từ oán hận, xâm nhập tâm hồn, là một bộ tộc tà ác cõi âm. Chỉ có chính khí thuần khiết trường tồn mới ngăn cản được. Cuốn sách này sao mà viết mông lung vậy? Chính khí thuần khiết là cái gì? Dị quỷ tộc. Dị quỷ tộc thật sự tồn tại à? Anh biết dị quỷ tộc à? Anh tưởng vị trí chủ biên này của tôi ai muốn ngồi là cũng có thể ngồi tùy tiện à? Tốt xấu gì tôi cũng tinh thông kim cổ, bác học tinh thâm đấy nhá. Tôi cứ luôn tưởng dị tộc quỷ này chỉ tồn tại trong sách vở thôi chứ, không ngờ họ lại thật sự tồn tại. Này Lâm Hy, tôi nói cho cô biết, tôi từng xem sách cổ. Dị quỷ tộc này vô cùng hùng mạnh, vô cùng thần bí. Lúc bọn họ đã phát động chiến tranh, tiêu diệt Dạ Lang vô cùng mạnh bấy giờ,
Nhưng mà từ đó họ cũng biến mất trong lịch sử. Vậy anh có biết cách nào tiêu diệt dị quỷ không? Đương nhiên. Không biết rồi. Vậy anh lắm lời thế làm gì? Tuy rằng tôi không biết cách để tiêu diệt bọn họ, nhưng mà tốt xấu gì từ nhỏ tôi cũng đã ôm mộng làm anh hùng. Tôi đã nghiên cứu về học hơn 10 năm rồi đấy. Giật Vi, cậu để tôi giúp cậu một lần đi. Một lần thôi. Lâm Hy, tôi xin cô đấy. Cô hãy để tôi giúp cô lần này đi. Không cần. Một lần thôi. Tôi thật sự có thể giúp hai người mà. Tôi hiểu về họ lắm. Cũng có giúp được gì đâu. Sao vậy được? Chúng ta người đông thế mạnh, thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Đủ rồi. Tôi không thể để cho những người bên cạnh tôi bị liên lụy. Tối mai chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức. Chỉ cần đốt mặt nạ đi thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta được nữa. Mỹ mộng huyền ảo có. Thành bại chính là ở lúc này. Các cô nhất định phải đề phòng nghiêm ngặt. Vâng. Hai người nhìn đi. Tôi nghiên cứu biết bao nhiêu tài liệu về dị quỷ và dạ lang quốc. Ước mơ của tôi là có một ngày có thể được giải mê hoặc trong lòng. Nhưng mà mấy năm nay tôi vẫn luôn âm thầm tìm kiếm, lại chẳng có chút manh mối nào cả. Nhưng mà hôm nay nó đã xuất hiện ở trước mặt tôi rồi. Vậy mà hai người lại từ chối tôi. Nghĩ thử xem, nếu để sau nghìn năm nữa, tôi chắc chắn sẽ hối hận cả đời đấy. Tôi quyết định xông vào đó. Lần này nhất định cửu tử nhất sinh. Hai người không hối hận sao? Không phải, xông vào. Không phải, hai người bị ngốc à? Hai người làm việc mấy năm cho tôi uổng phí rồi. Lần này chúng ta nhất định phải dùng trí. Xem ra, chỉ có thể để sát thủ của giới chó săn chúng ta ra mặt thôi. Không có mặt nạ thì đến leo tường cũng tốn sức. Các anh đều bận rộn quá nhỉ? Không sao, không sao. Các anh cứ làm việc tiếp đi. Cứ kệ tôi đi. Tôi chỉ là ăn no rồi, không có gì làm đi lòng vòng thôi. Không có gì đâu. Làm việc đi, làm việc đi. Làm gì vậy? Các anh có cần phải làm như thật vậy không? Giật Phi, mặt nạ. Tôi biết, các người sẽ đến cướp mặt nạ mà. Ha 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 ha! Ha ha!
Còn chơi trò điệu hổ ly sơn sao? Chủ nhiệm Cao giỏi lắm. Một, theo dấu. Hai, vị trang. Thứ ba, trí thức như tôi, ứng biến tình huống. Bắt chúng lại cho ta. Bên này, bên này, bên này. Vào đi, vào đi. Không được ra ngoài nhá. Có chuyện gì thì mọi người cùng nhau bàn bạc được mà. Mọi người đều là những người có văn hóa mà. Chỉ cần bây giờ các người đầu hàng, vậy thì còn có thể để cho các người thoải mái làm nô dịch cho tộc chúng ta. Tốt vậy sao? Người đẹp, vậy tôi đầu hàng. Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Không phải, bây giờ các cô hãy để tôi thoải mái chút đi. Không sai, chỉ cần đầu hàng, anh muốn cái gì cũng sẽ có cái đó. Muốn cái gì sẽ có cái đó sao? Lâm Hy, mau chạy đi Lâm Hy. Lâm Hy, mau chạy đi Lâm Hy. Cô qua đây, tôi đảm bảo không đánh chết cô đâu. Tôi cho các cô biết nhá. Tránh xa tôi ra một chút. Tôi biết võ đấy. Tôi móc mắt, tôi bẻ tay, tôi đánh cho chết. Cô cách xa tôi một chút. Tôi biết đường lang quyền đấy. Đứng lên, đi. Các cô đừng đánh mặt mà. Dừng tay. Tôi khuyên cậu vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng thì hơn. Không thì sau khi người đẹp này bị tiêm rồi, không biết sẽ bị biến thành quái vật thế nào đâu. Kim Giật Phi, Kim Giật Phi, anh đứng dậy. Đến đây. Ai sợ nào? Tên nóc khốn kiếp này cuối cùng cũng vào tay tôi rồi. Các người muốn thế nào? Chẳng phải đã có được mặt nạ rồi sao? Cái tôi muốn không phải mặt nạ, tôi cần cơ thể của cậu. Vậy không được. Tôi đã có bạn gái rồi. Tuy rằng trông cậu cũng hấp dẫn đấy, nhưng chị đây thích ma quỷ thôi. Cái gì vậy? Chị đây chỉ thích người đột biến. Người bình thường căn bản không chịu nổi sự đau khổ của thay đổi ADN. Cho dù có vượt qua được, cũng sẽ thành phế phẩm. Nhưng cậu không giống vậy. Vì là đời sau của Dạ Lang Quốc, nếu tôi biến cậu thành người đột biến, thì nhất định cậu sẽ thành vũ khí lợi hại. Nhìn cô đẹp như vậy, sao lại không có nhân tính như vậy? Nhân tính? Tôi phải xem cậu có thể giữ được nhân tính bao lâu. Ah!
Bây giờ hãy để chúng ta xem thử vật thí nghiệm thay đổi ADN mới là cậu đây rốt cuộc mạnh đến đâu. Ngoan ngoãn chút đi. Bây giờ xem thử nhân tính của cậu nào. Kim Giật, em là Lâm Hy. Kim Giật Vi. Kim Giật Vi, em là Lâm Hy. Anh quên rồi sao? Chúng ta làm việc cùng nhau. Cùng nhau uống rượu. Cùng nhau điều tra giáo sư Lý. Cùng đi đến công ty vaccine. Anh còn cứu em nữa. Kim Giật Vi, anh là Kim Giật Phi, anh là bạn thân nhất của em, anh là người yêu của em. Quả nhiên là vấn đề ADN. Chỉ cần không có mặt nạ, phán quan sẽ không tồn tại nữa. Thế giới sẽ là của chúng ta. Oh,
Phán quan mặt nạ, vì phóng viên tình huống lúc đó mà được cứu. Vì nữ phóng viên đó đã nhiều lần bị cấp trên quấy rầy nên đã luyện võ cho bản thân mình. Không phải, Lâm Hy, đây là cái gì vậy hả? Sao vậy? Anh có ý kiến gì à? Dù sao cũng đâu phải tôi viết. Không phải cô viết. Tìm giật đi. Chủ biên, anh tìm tôi à? Tôi hỏi anh, cái này là do anh viết à? Đây chẳng phải là tiếp bài mà anh muốn sao? Không phải, anh có thể làm tốt công việc nhiếp ảnh gia của anh không? Cái đó thì chuyên nghiệp hơn đấy. Đừng có suốt ngày đi làm những chuyện mà vốn dĩ anh không có năng khiếu. Tôi thua. Sao em cứ ức hiếp chủ biên vậy? Đối với chuyện rót trà này mà nói, có phải tôi rất chuyên nghiệp không? Em đã nói là anh cứ làm nhiếp ảnh gia đi mà. Biết mấy cái đó thì có ích gì chứ? Được, sau này nghe theo em hết. Đi thôi.